Phân su là chất thải từ đường tiêu hóa của thai nhi, có màu xanh đen, quánh, không mùi và vô trùng. Hội chứng hít phân su là tình trạng xảy ra trước, trong hoặc sau khi sinh, do trẻ hít nước ối có chứa phân su làm tắc nghẽn đường thở, gây rối sự trao đổi khí ở phổi và suy hô hấp nặng. Trẻ bị mắc hội chứng hít phân su có các dấu hiệu sau: sinh ra thường to, người phủ đầy phân su, miệng hầu đầy nước ối phân su, biểu hiện suy hô hấp, thở nhanh, khó thở, tím tái. Sau khi mà phát hiện trẻ bị phân su bám đầy người, phân su có thể là bám ở trong hốc mũi miệng, thì bắt buộc là phải thông thoáng đường thở, phải thở hút đờm rãi và cho trẻ thở oxy. Những nguyên nhân có thể dẫn tới hội chứng hít phân su ở trẻ là: mẹ sinh khó, thai nhi già tháng trên 41 tuần, dây rốn bị chèn ép khi mang thai, thai chậm phát triển trong tử cung, mẹ hút thuốc lá nhiều, mắc bệnh về tim mạch, hô hấp. Ngoài ra, hội chứng này có thể liên quan đến tình trạng stress của thai nhi trong tử cung. Một số biến chứng nguy hiểm của hội chứng hít ối phân su có thể kể đến như: gây viêm và nhiễm trùng khi phân su tồn tại trong phổi, gây tắc nghẽn đường thở, phì đại phổi. Nếu phổi phì đại quá nhiều, có thể dẫn đến tràn khí màng phổi và gây khó khăn cho việc tái tạo phổi, tăng nguy cơ trẻ sơ sinh bị tăng huyết áp, phổi dai dẳng. Trong những trường hợp hiếm, hội chứng hít ối phân su nghiêm trọng có thể làm hạn chế oxy đến não trẻ, gây tổn thương não vĩnh viễn. Những cái bà mẹ mà có tiền sử như tiền sản giật hay là đái tháo đường hay cao huyết áp thì mình đã có cái phòng ngừa trước đó để mình chuẩn bị theo dõi thai kỳ nó chặt chẽ hơn. Để tránh gặp phải hội chứng hít phân su ở trẻ khi mang thai, các thai phụ cần chú ý: có chế độ nghỉ ngơi thư giãn hợp lý trong thai kỳ và khi sinh. Nếu thai có những dấu hiệu bất thường như tăng trưởng chậm, thai quá 41 tuần tuổi, mẹ bị tiền sản giật thì nên được theo dõi cẩn trọng. Khi thấy ra nước ối có màu xanh đậm, sản phụ cần báo ngay cho bác sĩ để được theo dõi và can thiệp sớm, tránh các tai biến.